Tại giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup năm 2017, Việt Nam sẽ có hai đại diện tham dự là đội tuyển Việt Nam và đội tuyển trẻ Việt Nam. Trong đó, đội tuyển trẻ Việt Nam mới có danh sách triệu tập với nòng cốt là những gương mặt triển vọng vừa thi đấu tại giải vô địch bóng chuyền trẻ toàn quốc năm 2017. Theo kế hoạch, ngoài danh sách tập trung, đội tuyển trẻ Việt Nam sẽ còn được tăng cường thêm vài vận động viên trẻ từ đội tuyển quốc gia.